trên sân khấu này để là cây mùa xuân cho những nhà dân chủ. Bên đây thì cái hàng chữ tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Dạ, thưa tôi xin trân trọng giới thiệu cộng đồng Việt Nam Senego và ban chấp hành, trong đó có ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam Senego Nguyễn Văn Lực và bà phó chủ tịch cộng đồng Việt Nam Senego bà Đặng Kim Trang. Ông hội trưởng hội Đình Hùng, ông Trần Văn Hoạch. Chúng tôi thấy có ông Đùi Bùi Ngọc Kỷ, điều hợp viên của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego. Chúng tôi thấy có đại diện của Hội Ái Hữu Sinh viên Sĩ quan Trường Bị Thủ Đức, Hội Ái Hữu Biệt Động Quân, Hội Ái Hữu Hải Quân và Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia. Hầu hết các vị hội trưởng liên đại diện của những hội trưởng trẻ và tổ chức lý xe. Quý vị trong hội cao niên và rất đông các bạn trẻ khác, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những quan từ San Jose của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi tại San Jose. Vị mà niên trưởng chúng tôi khả kính đó là niên trưởng Mai Đăng Luôn, niên trưởng Trần Văn Quạch, niên trưởng Trần Dạch, Trần đã cùng thưởng thức và cùng đồng hát bản hợp ca Lá Cờ Thiên. Hiện nay trên khắp thế giới đã có hàng ngàn thành phố đã vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Quý vị đã ưu đãi dành cho thì giờ đến tham dự buổi họp mặt ý nghĩa tích cực ngày đầu năm gây quỹ cây mùa xuân cho các nhà dân chủ Việt Nam. Và cũng nói lên được sự thủy chung của chúng ta đối với Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta đòi tự do như hãnh lợi núi sông. Chúng ta hãnh diện là con cháu của vua Hùng, cần làm rạng danh quốc tổ và nhất định là không yếu hèn tuổi hổ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Với quốc hiệu Minh Thi. Xin kính chào quý bậc trưởng thượng, quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đảng phái. Kính chào ông chủ tịch và bà phó chủ tịch cộng đồng. Kính chào tất cả quý bà con, cô bác, quý anh chị và các em thân mến. Chị Trân nhận thấy là có những khuôn mặt rất là trẻ ngày hôm nay đã đến đây tham dự cùng với chúng ta. Ngày hôm nay, trước hết thì được cái cơ hội để kính gửi lời chúc Tết đến toàn thể quý vị và gia quyến. Nhượng không lùi bước trước những đe dọa, chấn áp, ngay cả phủ dụ của chế độ đương quyền. Và tấm lòng yêu nước dũng cảm của
của tất cả những người dân yêu nước này đã làm cho thế giới ngưỡng mộ. Thì biển người sẽ xuất hiện trên mảnh đất chữ S thân thương với dòng máu hào hùng bất khuất của con cháu dòng tiên của dòng máu Nguyễn Huệ Trưng Triệu. Nhưng đầy ý nghĩa, đó là gây quỹ mùa xuân cho các nhà dân chủ trong nước. Chúng ta sửa soạn lòng mình, tâm mình, trí mình, ý chí của mình cho một ngày trọng đại. Khi trong nước đứng lên, hải ngoại sẽ là nguồn tiếp tế quan trọng để làn sóng tự do, để hương hoa lài sẽ tỏa về quê mẹ, để những đóa sen của Việt Nam sẽ bùng dậy tỏa hương, chấm dứt một chế độ độc tài đảng trị, đem tình thương và trí tuệ để xây dựng lại quê nhà yêu dấu. Trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một buổi sinh hoạt thật vui vẻ. Du lịch thần cứu nước, dựa vào sức mạnh của toàn dân, tướng Trần Quốc Tuấn đã điều binh khiển tướng phản công mãnh liệt, đánh đâu thắng đó, tiêu diệt toàn bộ 50 vạn quân Nguyên, đem lại vẻ vang cho lịch sử và dân tộc Việt Nam, nhân bản cho Việt Nam thân yêu. Xin mời. Làng trên đỉnh núi, khói thăng long, khói kiên kỳ phơi phới, lao vang vang. Hey nước yêu lấy gì lo chơi trên? Cô Lý Như Tâm là một người trẻ có gia đình ở tại vùng Lý Tây Sài Gòn, nhưng hiện nay thì đang học ở tại San Diego. Về ngày đó là cha Lợi cũng như là chị Lê Thị Công Nhân, thì chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe những cái lời phát biểu của họ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị đồng hương, các bậc trưởng thượng cũng như là quý vị quan khách và các bạn trẻ đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Thật sự thì đây là một cái vinh dự cho con được ban tổ chức mời đứng lên đây. Với tư cách là đại diện cơ sở Việt Tân tại San Diego cũng như là đại diện những bạn trẻ trong cái công cuộc đấu tranh này, đứng lên đây để chia sẻ đôi dòng cảm nghĩ của mình. Thì con tin chắc là trong những cái ngày qua thì chúng ta có những cái ngày đầu xuân rất là ấm áp cũng như là hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đang có những cái ngày đầu xuân rất là ấm áp như vậy thì ở trong nước, ở quê hương chúng ta có những người đang sống trong lao tù, đang sống trong sự áp bức, sự đàn áp của chế độ cộng sản. Và không những thế mà gia đình họ lại còn bị đàn áp, còn bị rất là nhiều khó khăn và mất mát. Và họ phải sống trong sự cô độc, chứ không được xung vầy với gia đình như là tất cả chúng ta đang ở đây. Vâng, kính thưa quý vị, trong năm 2010 vừa qua cũng như là trước cái thềm đại hội đảng vừa qua thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục ra tay để đàn áp những cái làn sóng dân chủ nổi dậy. Và chúng ta thấy là có nhiều người bị bắt bớ và nhiều người bị bỏ tù với những cái bản án rất là nặng nề, lên đến mười mấy năm tù, chỉ vì họ bày tỏ cái lòng yêu nước của họ và cũng như là họ vạch trần những cái tội ác của chế độ cộng sản ra mà thôi. Vâng, trong đó thì có những người được dư luận biết đến và được chúng ta biết đến, nhưng cũng có rất nhiều người họ bị bắt bớ, họ bị giam cầm trong sự lén lút mà chúng ta không biết đến họ là ai, và có rất nhiều người như vậy thưa quý vị. Tuy nhiên cũng có một cái điều mà chúng ta thấy đáng mừng ở đây là cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam ra tay đàn áp và bắt bớ rất nhiều người, họ càng đàn áp thì chúng ta lại thấy những cái làn sóng dân chủ lại càng nổi mạnh hơn nữa, càng ngày lại càng có nhiều người đứng lên hơn nữa để mà đấu tranh, để đòi hỏi quyền tự do và những cái quyền căn bản của mình. Và kính thưa quý vị, cái phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay ở trong nước cũng như là ngoài nước không chỉ còn riêng là một cái phong trào của những thế hệ đi trước, mà đây là một phong trào của tất cả mọi thành phần dân tộc, gồm những thế hệ đi trước cũng như là những người trẻ bằng cái lứa tuổi của bản thân con ngày hôm nay. Điển hình chúng ta thấy là những cái cuộc biểu tình hàng ngàn người để đòi hỏi chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa ở hai cái tỉnh thành Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Đồng thời chúng ta thấy những cái phong trào dán
những cái chữ như là HS, TS, VN ở trên khắp 30 tỉnh thành ở đất nước, rồi những cái biểu ngữ đòi hỏi đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ được dán ở những cái thành phố ở Việt Nam. Và chúng ta thấy, vâng, cái đó là ở trong nước, còn ở nước ngoài thì chúng ta thấy cũng có một làn sóng các bạn trẻ đang đứng lên để đấu tranh. Có rất nhiều bạn trẻ tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, những sinh hoạt đấu tranh. Và điển hình chúng ta thấy trong cái buổi ăn ngày hôm nay, có một số những bạn trẻ đang có mặt trong ngày hôm nay. Mà một cái buổi sáng thứ bảy như vậy thì các bạn có thể đi chơi với bạn bè hoặc đi mua sắm vân vân, nhưng mà các bạn đã chọn có mặt ngày hôm nay trong một cái buổi cơm thật là ý nghĩa như vậy. Vâng, thưa quý vị, có một người bạn trẻ từng chia sẻ với con thế này là thật là dễ dàng trong chúng ta, những người trẻ hải ngoại, để chúng ta quay lưng bỏ đi và chúng ta nói mình là người Mỹ hay là người Pháp hay là người Úc, và chúng ta không cần biết đến những gì đang xảy ra Việt Nam, rất là dễ dàng. Tại vì tuổi trẻ tụi con lớn lên ở đây, tụi con hấp thụ được cái nền văn hóa ở đây và cách sống ở đây, cho nên chúng con có thể dễ dàng bỏ đi và nói mình là những người Mỹ, người Pháp, người Úc, vân vân. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng con không làm được như vậy. Vì tuy rằng chúng con là những người Mỹ, người Pháp, người Úc, nhưng đồng thời chúng con cũng là những người Việt Nam. Vâng. Và với cái trách nhiệm với những cái nước mà mình đang ở, thì song song đó chúng con cũng phải có cái trách nhiệm đối với đất nước Việt Nam và đối với quê hương của mình. Và đó là cái đạo lý của con người, theo con là như vậy. Và vì vậy chúng con không thể nào mà có thể bình thản vui vẻ để sống khi mà đất nước chúng ta có quá nhiều những cái hiện trạng đang xảy ra. Những người yêu nước thì đang bị bắt bớ, trẻ em phụ nữ thì là bị bán vào những cái ổ chứa, vân vân. Và chúng con không thể nào mà bình thản khi mà từng tấc đất, từng vùng biển của quê hương Việt Nam đang bị cắt và dâng hiến cho giặc. Chúng con rất muốn dùng cái khả năng và dùng cái tri thức của mình để đóng góp vào cái công cuộc dân chủ hóa cho đất nước, cũng như là tiếp tay, tiếp sức với các cô, các chú để mà giúp đỡ cho những người đang đấu tranh ở trong nước, và để cho họ có tiếp tục có cái chí để mà họ tiếp tục đi trên con đường của họ đang đi. Vâng, kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm mọi cách để mà dập tắt những cái tiếng nói đối lập trong nước. Và cái cách mà chúng ta thấy họ luôn luôn làm đó là họ làm sao họ để họ triệt hạ cái nền kinh tế của những người đang đấu tranh này, cũng như là cái kinh tế của gia đình họ, để mà họ nản lòng, họ sợ hãi và họ không dám đấu tranh nữa. Và cái âm mưu đó trong suốt bao nhiêu năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thành công, thưa quý vị, bởi vì cái sự đấu tranh bền bỉ của những người ở hải ngoại chúng ta, và chúng ta luôn luôn kiên trì để tiếp tay, tiếp sức và tiếp máu cho những nhà đấu tranh trong nước. Và vì thế, để duy trì và nuôi dưỡng cái công cuộc đấu tranh này thì bổn phận của chúng ta ở đây rất là quan trọng, và bổn phận của mỗi người chúng ta đang ngồi ở đây vô cùng quan trọng, kính thưa quý vị. Và vì vậy cho nên hôm nay đứng ở đây, con xin kêu gọi quý vị hãy mở lòng ra, hãy rộng lòng để mà chúng ta đóng góp trong những sinh hoạt quyên góp ngày hôm nay, từ mua vé lô tô cho đến chụp hình quyên góp ở ngoài kia, hoặc là trong cái việc bán đấu giá vân vân, thì xin quý vị hãy mở lòng ra, bởi vì chỉ có cái sự tiếp tay của chúng ta và cái sự đấu tranh bền bỉ ở trong nước thì hy vọng một ngày nào đó toàn dân Việt Nam mới có thể đứng lên để đòi hỏi những quyền căn bản và chủ quyền thực sự cho đất nước. Con xin cảm ơn quý vị. Thăng hào nhân sĩ, kính thưa quý vị đại diện cho các hội đoàn, kính thưa quý đồng hương và ý nghĩa ngày hôm nay, kính thưa, mặc dù chúng ta sống ly hương trong cái khung trời tự do no ấm, người công việc không quên về cội nguồn và luôn hướng về tổ quốc, khắc sâu là một mũi tiền mang tinh thần dân tộc, nhân bản, giá trị đạo đức của một con người Việt Nam tị sản, tị nạn cộng sản Việt Nam. Hôm nay để chúng ta thể hiện cái lòng yêu quê hương và sưởi ấm cho các nhà đấu tranh đang bị cô đơn trong lao tù. Kính thưa ban tổ chức cùng quý đồng bào tị nạn cộng sản tại San Diego, California, cả thế giới tự do dân chủ vừa hân hoan chào mừng sự thành công của cuộc nổi dậy chống độc tài tại Ai Cập sau 18 ngày tranh đấu, cũng như là chào mừng là một cựu đảng viên phạm tội lật bản án 8 năm lao ngục, sắp tới đây là một luật sư nhân quyền sẽ bị đưa ra xét xử với tội trạng nghiêm trọng. Không phần vào số phận của các tù nhân lưu tâm ấy là thân nhân gia đình của họ,
vốn bị sách giữa cuộc sống và phong tỏa kinh tế bởi những kẻ cầm quyền vô tâm tàn nhẫn. Nhưng cuộc cách mạng ở Mỹ này và các chiến sĩ nhân quyền công khai hay thầm lặng này cũng đang được đồng bào, đặc biệt đồng bào hải ngoại hỗ trợ qua nhiều hình thức đa dạng, mặt tinh thần lẫn mặt vật chất. Từ giác, chúng tôi xin mạng phép đại diện họ hết lòng cảm ơn toàn thể quý vị, toàn thể đồng bào đang có mặt. Cảm ơn tấm lòng tháp sức của quý vị với vận mệnh quốc gia dân tộc. Cảm ơn tấm lòng hiệp thông của quý vị với phong trào đấu tranh trong nước. Cảm ơn tấm lòng sang sẻ của quý vị với bản thân và gia đình các chiến sĩ đang xung pha tuyến đầu hay can đảm hy sinh vì đại cuộc. Trào đấu tranh ở trong nước đó, tất cả đồng bào ở đây cũng muốn được nghe cái lời chia sẻ của chị, thì không biết là chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng sống của mình, cũng như là chị có những cái lời gì muốn nhắn nhủ đến tất cả đồng bào ở đây không chị? Xin chào chị Hồng Trâm và xin chào toàn thể quý vị đồng bào đang sinh sống tại San Diego trên không nơi. Thì cảm ơn quý vị đã quan tâm đến đời sống và tại chúng tôi. Thì ở những tất cả những người mà vùng khác ngay cả bình thường nhưng mà nói đến chính trị của chúng tôi, nhưng từ người bao giờ cũng gặp rất là nhiều người cũng có nhiều sức khỏe ngoài những cái tên tuổi. Tôi đã bị chết thủ và từ mạng lâu thì tôi còn bị thêm những trang nghiệm mới hoàn toàn là do cái việc của chúng tôi thân thù nó quá khắc nghiệt. Và tâm trạng của tôi và nó rất là tổng thể và cái bạn được sử dụng đó là cái việc tốt thì nó chỉ là một tâm và sự hệ. Và cái việc này thì người chúng tôi tự động như người là mình có cái trang nghiệm này và con cảm thấy nhiều hơn những cái lớn tuổi khi mà họ khen khen về cái đau đớn và cái việc tốt mang lại. Còn anh đời sống của con hàng ngày thì vẫn rất là khó khăn, rất là cái việc như thế này. Mình là cái quy định về quản chế của nhà nước của tài tổng thống Việt Nam hiện nay thì quý vị biết nó rất là ít nhiều. Và cái phạm vi mà được đi lại thì trong vòng bán kính 1 mét, tức là trong vòng phạm vi của một cái phường, một phường ở thành phố thì nó rất là nhỏ so với cả cái cấp tương đương hoặc xã hoặc cái nông thôn. Thì cái phường nhà tôi chỉ đi vài bước chân là nó đã hết rồi. Và khi đi ra ngoài thì tôi thường xuyên là bị bắt giữ và cái điều đó nó rất là nặng nề, làm cho tôi bị stress rất là nặng. Mà có tất nhiên tinh thần của tôi thì nó không phải là một cái sự quan cố hay là mình lệ gì cả, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là tôi không có những cái tội lỗi đối với pháp luật, đối với xã hội để mà bị sự trừng phạt như vậy. Cho nên là ngay từ đầu khi mà họ tuyên án và họ bắt giữ tôi thì tôi đã tuyên bố là tôi không có chấp nhận cái bản án đó. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều và cũng thay mặt đồng bào ở San Diego thì em cũng chúc chị rất là nhiều sức khỏe cũng như là nhiều may mắn trong những năm sắp tới, nhiều kiên trì hơn nữa để tiếp tục cái công cuộc đấu tranh này, và em nghĩ là đồng bào hải ngoại sẽ luôn luôn đứng sát bên những người đấu tranh ở trong nước. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa chị, em là Hồng Thuận ở đài radio. Là ban tổ chức toàn quyền sử dụng cái mâm đồng này để có thể gây quỹ và trao lại cho những người muốn đóng góp để đem một chút tài chánh mang cái ý nghĩa là cây mùa xuân. Thì dĩ nhiên cộng đồng Việt Nam San Diego, ông Nguyễn Lực, bác Mai Lan Luôn, ông Trần Văn Hoạch, ông Trần Mưu, cá nhân chúng tôi, Trọng Nghĩa, rồi anh Thiện, rồi anh An, chị Miền Trung, rồi anh Quang Minh, và thưa quý vị. Rồi. Quý vị, và bây giờ bài hát Ngày Tàn của Chế Độ đã đến rồi với tiếng hát của cô Thanh Vân và Trường Hải. Và diệt tán tội đồ nước ra.
Dạ thưa quý vị, tôi là một nhà giáo Việt Nam. Lúc nào tôi cũng mong ước rằng các trẻ em cũng như các thế hệ trẻ và tất cả chúng ta quyết tâm để xây dựng một nước Việt Nam thật là dân chủ. Người dân luôn luôn được ấm no, hạnh phúc, và các em, các cháu, mọi con chúng ta luôn luôn có một trí tuệ cao, có một lòng yêu nước vững mạnh và có một tinh thần xây dựng đất nước giàu mạnh, không kém gì các nước ở Á Châu cũng như trên thế giới.